Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 3 ngày 17 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Xã Minh Tân vận động nhiều gia đình hoãn cưới vì lo ngại dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trên 4,2 tỷ đô la Mỹ vào Hưng Yên. Người dân thành phố Hưng Yên cần nâng cao cảnh giác trước tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trực tuyến lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kêu gọi với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của toàn dân tộc và tình cảm trách nhiệm của mình, đồng bào ta ở trong và ngoài nước hãy chung tay ủng hộ để cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. Đến sự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình hình dịch bệnh còn có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, vì thế cuộc chiến phòng chống dịch còn dài với nhiều khó khăn. Việt Nam đang là quốc gia thực hiện tốt việc kiểm soát dịch, tuy nhiên không vì thế mà chủ quan coi thường, phải quyết tâm không để dịch bùng phát. Đồng bào cả nước cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái cùng với Đảng, Nhà nước và các ban ngành đoàn thể, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương. Ai có tiền góp tiền, có sức góp sức, có hiện vật góp bằng hiện vật, có ý tưởng góp ý tưởng. Với phương châm chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình khu phố, mỗi xóm làng là một pháo đài, cùng chung tay phòng chống và từng bước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tiếp tục duy trì phát triển kinh tế, xã hội. Ngay tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã ủng hộ trực tiếp và đăng ký ủng hộ trên 235 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kêu gọi toàn dân quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh yêu cầu, trên cơ sở các nội dung phát động của Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và triển khai theo tinh thần lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn về việc 8 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19 và đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay này liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Theo thông báo này, các chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19 bao gồm: 1. Chuyến bay QH1521 của Bamboo Airways từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc ngày 9 tháng 3. 2. Chuyến bay QH1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 3. 3. Chuyến bay SU290 Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 12 tháng 3. 4. Chuyến bay QR970 của Qatar Airways từ Doha đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 3. 5. Chuyến bay TG564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài ngày 15 tháng 3. 6. Chuyến bay SQ176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15 tháng 3. 7. Chuyến bay VJ826 từ Kuala Lumpur, Malaysia về thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 3. 8. Chuyến bay TK162 của Turkish Airlines từ Istanbul đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3. Bộ Y tế đề nghị tất cả các hành khách trên chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, để chủ động khai báo y tế và được theo dõi cách ly y tế kịp thời. Các đại lý bán vé cho hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến bay này. hoặc liên lạc với các đường dây nóng của Bộ Y tế để được hỗ trợ 1900 9095 và 1900 3228. Mặc dù Viện Hạnh Phúc Trăm Năm đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng nhiều gia đình ở xã Minh Tân, huyện Phù Cử vẫn quyết định hoãn đám cưới lại để cùng với địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đám cưới của anh Phạm Hoàng Hải ở thôn Duyệt Văn và bạn gái đã được chuẩn bị kỹ càng từ nhiều tháng trước. Mọi việc từ gửi thiệp mời đến mua sắm trang trí nội thất phòng cưới, cỗ bàn đều được gia đình sắp xếp xong, dự định tổ chức lễ cưới vào ngày 29 tháng 3 dương lịch. Song trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh đã bàn bạc cùng hai bên gia đình chủ động hoãn lại mọi việc để đảm bảo an toàn cho người thân và khách mời. Do hiện nay mình đang là một đảng viên trẻ và cũng đang là cán bộ tư pháp của xã Yên Hòa, cho nên là vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến khó lường nên là bọn mình quyết định ngày hôm đó chỉ có làm các cái nghi lễ dạm ngõ rồi ăn hỏi và đăng ký kết hôn phù hợp với cả thủ tục của địa phương. Theo kế hoạch, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và gia đình ông Vũ Văn Tần đều ở xã Minh Tân sẽ tổ chức lễ cưới cho hai con vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, vì lo lắng sức khỏe của mọi người, đồng thời thực hiện đúng chủ trương phòng dịch, tránh tập trung đông người nên mọi thủ tục tiệc cưới đã được hoãn lại. Vào ngày ăn hỏi, gia đình chỉ chuẩn bị một chát lễ nhỏ đến xin dâu và đăng ký kết hôn theo phong tục tập quán của địa phương. Để đảm bảo sự an toàn cho gia đình và cộng đồng đã được Đảng và Nhà nước tuyên truyền tránh tụ tập đông người. Chính vì vậy mà gia đình đã bàn bạc thống nhất làm tất các cái thủ tục pháp lý về đăng ký kết hôn cho các cháu tại Ủy ban Nhân dân xã. Để tuyên truyền vận động người dân nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng dịch, xã đã huy động sự vào cuộc của tất cả các ban ngành đoàn thể ở địa phương. Hiện toàn xã đã có 4 gia đình hoãn lại lễ cưới. Các lễ cưới khác đã tổ chức đều được vận động tổ chức quy mô nhỏ gọn. Ngoài ra, 4 lễ hội truyền thống của xã diễn ra từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch đều được hủy bỏ. Thì hưởng ứng chung cái lời kêu gọi của Thủ tướng vận động toàn dân, mỗi một người dân là một nhân viên y tế. Minh Tân thì chúng tôi đã tuyên truyền hoãn tất cả các cái tổ chức lễ hội làng, lễ hội đình chùa, và đặc biệt là cái việc hiếu hỉ tụ tập của các cái hộ gia đình. Ý nghĩa chính là để giảm thiểu đến mức tối đa trong cái việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid trong cộng đồng. Với tinh thần ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch, người dân xã Minh Tân đã góp phần cùng toàn tỉnh và cả nước ngăn ngừa có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận đúc đồng Lộng Thượng dùng cho sản phẩm đúc đồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ chủ trì thực hiện từ đầu năm 2018 đã tiến hành tạo lập nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm đúc đồng Lộng Thượng, xây dựng bộ tiêu chí thiết kế logo tem nhãn. Ngày 3 tháng 6 năm 2019, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đúc đồng Lộng Thượng, giúp cho sản phẩm được bảo hộ về mặt pháp lý. Đơn vị chủ nhiệm cũng đã tiến hành xây dựng hoàn thiện các công cụ quản lý và kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu, lập hồ sơ và đăng ký mã số mã vạch nhằm truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Dự án đã góp phần nâng cao uy tín và danh tiếng của sản phẩm đúc đồng Lộng Thượng, giúp đảm bảo ổn định về mặt chất lượng, từ đó nâng cao thu nhập cho người sản xuất và kinh doanh. Đến nay, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, có 194 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký thực hiện 246 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,2 tỷ đô la Mỹ. Đã có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhật Bản dẫn đầu với 133 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 66,3% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với 47 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 474 triệu đô la Mỹ, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư. Các ngành nghề lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các dự án FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất ô tô và xe có động cơ khác. một số doanh nghiệp tiêu biểu có vốn đầu tư đăng ký thực hiện dự án lớn sử dụng công nghệ tiên tiến tại các khu công nghiệp tỉnh hiện nay là công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn Kyocera Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoya Garit Việt Nam 2. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp là 483 ha. Năm 2019, các doanh nghiệp này đã nộp ngân sách nhà nước được trên 2.000 tỷ đồng. Với hình thức gửi tiền tiết kiệm đơn giản, lãi suất tương đương với các ngân hàng thương mại là 6,8% năm, chương trình gửi tiết kiệm đang ngày càng thu hút được người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hình thức gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tương đối đa dạng. Người dân có thể chọn hình thức gửi tiết kiệm tại khu dân cư hoặc gửi góp linh hoạt, chỉ cần đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã phường thực hiện giao dịch, khi có nhu cầu có thể rút tiền ở xã hoặc rút tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể gửi nhiều lần, không theo định kỳ với mức tối thiểu là 100.000 đồng một hộ một sổ. Đến nay, toàn tỉnh có số dư tiền gửi là trên 444 tỷ đồng. Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho những người có số tiền nhỏ cũng có thể gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đến nay dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm LIFSAP do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã đầu tư nâng cấp và đưa vào hoạt động 5 chợ trên địa bàn huyện Ân Thi, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và các hộ kinh doanh. Chợ Tân Phúc, xã Tân Phúc và chợ Thi, xã Hồng Quang là hai chợ truyền thống đầu tiên tại huyện Ân Thi được dự án LIFSAP đầu tư nâng cấp. Từ những gian hàng lụp xụp ẩm thấp đến nay, các khu chợ đã có diện mạo thay đổi hoàn toàn. Vòm mái tra cao ráo, mặt nền được ốp lát sạch sẽ, hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch được đảm bảo. Mỗi quầy đều có bề mặt được lát đá, có khung bằng inox với dàn móc treo thực phẩm. Bên dưới mặt quầy có tủ đựng. Các tiểu thương tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy hoạt động khu kinh doanh thực phẩm tươi sống, trong đó đặc biệt cam kết thực phẩm buôn bán rõ nguồn gốc, an toàn. Các quy trình và an toàn thực phẩm của đơn vị trong chợ được kiểm soát chặt chẽ, thực phẩm đầu vào có sổ theo dõi của đơn vị từng ngày các hộ tiểu thương bán. Bà Đỗ Thị Mận đã có thâm niên hơn 10 năm kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ Đọ, xã Quang Vinh. Do vậy, bà Mận cảm nhận rõ nét dự án LIFSAP đã có tác động mạnh mẽ trong việc hình thành thói quen, nâng cao ý thức bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của chính các tiểu thương. Ngoài cơ sở vật chất được dự án LIFSAP hỗ trợ đầu tư xây dựng, bà Mận cùng các tiểu thương khác trong chợ tự lắp đặt thêm hệ thống quạt gió để ngăn ruồi, muỗi, đậu bám vào thực phẩm, mỗi ngày thực hiện cọ rửa sát trùng quầy và các dụng cụ ngay sau khi kết thúc bán hàng. Tôi tuân theo là phải làm ăn an toàn thực phẩm, sạch sẽ, chợ đông vui mà sạch sẽ đẹp, so trước đây thì hơn nhiều. Từ năm 2013 đến nay, 5 trên 10 chợ truyền thống tại huyện Ân Thi được dự án LIFSAP đầu tư nâng cấp với số tiền trên 10 tỷ đồng. Qua thực tiễn cho thấy, tại các chợ được đầu tư, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn, đặc biệt sẽ đẩy mạnh việc liên kết các tiểu thương với các vùng sản xuất chăn nuôi an toàn nhằm đảm bảo cung cấp những sản phẩm đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Xác định việc xây dựng nhà ở cho các gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, thị xã Mỹ Hào đã tập trung rà soát cũng như chỉ đạo tới các địa phương thực hiện tốt công tác triển khai xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhằm giúp các gia đình có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Ông Nguyễn Đức Tuân thuộc tổ dân phố Yên Xá, phường Phan Đình Phùng là thương binh loại 1/4. Ông có đề nghị với chính quyền hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa mái nhà có dấu hiệu bị thủng và hư hỏng. Được sự quan tâm cũng như rà soát đúng thực tế tại gia đình, năm 2019, ông được Ủy ban Nhân dân thị xã hỗ trợ trên 80 triệu đồng xây mới, giúp gia đình có ngôi nhà khang trang sạch đẹp. Thời gian qua, thị xã đã tập trung rà soát và hỗ trợ cho 21 hộ nghèo và người có công. Trong đó, nhiều nhất tại xã Dương Quang, Bạch Sam, Phan Đình Phùng, Ngọc Lâm và xây mới hoàn toàn với số tiền trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ, còn lại là từ ngân sách tại địa phương và huy động trong gia đình họ hàng nhằm giúp các hộ gia đình có điều kiện được sống trong những ngôi nhà khang trang, kiên cố, yên tâm phát triển kinh tế. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh vừa phối hợp với xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Đỗ Văn Hòa, nạn nhân chất độc da cam ở thôn Tạ Thượng. Ông Đỗ Văn Hòa và em gái là Đỗ Thị Dung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều là đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, sức khỏe yếu, không thể lao động. Nhiều năm nay, hai anh em ông Hòa ở trong ngôi nhà xuống cấp. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng cùng với đoàn thể chính quyền địa phương giúp ông Hòa và em gái xây nhà ở ổn định cuộc sống. Hưởng ứng tháng thanh niên, chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2020. Huyện đoàn Ân Thi tổ chức trồng cây xanh góp phần đảm bảo môi trường trên một số tuyến giao thông trong huyện. Theo đó, huyện đoàn Ân Thi phối hợp với Hội Nông dân huyện trồng trên 100 cây xanh dọc theo đường DH66 đoạn chạy từ thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tù Mậu đến thôn Bắc Cả, xã Đa Lộc với tổng chiều dài 2 km, kinh phí đầu tư gần 30 triệu đồng. Hoạt động trên đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và hội viên nông dân tham gia. Không chỉ chú trọng việc thi đua lập thành tích trong tháng thanh niên, thời gian qua, huyện đoàn Ân Thi còn tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng như tổ chức gia quân quét dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, đẩy mạnh việc vận động các nguồn lực xã hội tham gia vào việc nâng cấp sửa chữa các tuyến đường thanh niên tự quản, triển khai mô hình thắp sáng đường quê, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và trao tặng gần 1.500 khẩu trang, nước rửa tay khô cho người dân trên địa bàn huyện. Những ngày gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, gây tâm lý bất an, lo lắng. Rạng sáng ngày 14 tháng 3 vừa qua, kẻ trộm đã đột nhập vào số nhà 75 đường Chùa Đông, phường Hiến Nam, lấy đi tiền mặt, vàng, trang sức, máy tính trị giá gần 100 triệu đồng. Vào 1 giờ sáng ngày 15 tháng 3, gia đình chị Nguyễn Thị Hương, số nhà 32, khu phố Tân Phố Hiến, phường Lam Sơn cũng bị kẻ gian đột nhập qua cửa thông gió nhà vệ sinh để vào nhà lấy trộm một máy tính xách tay, một điện thoại di động, 3 bình rượu Tây và một số tài sản khác. Điều đáng quan tâm là cả hai vụ việc trên kẻ trộm đều táo tợn đột nhập vào nhà dân từ ô cửa thông gió, mở cửa cả phòng ngủ để trộm đồ khi mọi người trong gia đình đều đang ngủ say. Hiện các gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng và đang chờ kết quả điều tra. Hơn 1 giờ sáng thì tôi cũng có nghe thấy tiếng kêu xoạch xoạch ở dưới nhà, nhưng mà tôi không nghĩ là có trộm vào trong nhà. Chùm chìa khóa thì nó cũng vứt hết cả chìa khóa ô tô, nó vứt hết ở trong ô tô và nó lục tung hết cả ô tô ra. Và nó lục hết cả các phòng, quần áo nó bới ra hết. Không riêng gì các hộ kể trên, thời gian qua tại khu phố An Bình, khu phố An Lợi, phường An Tảo cũng liên tục xảy ra tình trạng mất trộm. Tại nhà bà Lê Thị Thanh, đường Hoàng Ngân, trong khi bà và các cháu nhỏ đang ngồi chơi trong nhà thì kẻ trộm đã táo tợn chạy vào bê mất một kiện thuốc tây trị giá 25 triệu đồng. Gần nhà bà Thanh, gia đình bà Nguyễn Thị Vân cũng bị trộm vào nhà bắt mất 25 con gà thịt. Nhà anh Đô mất một máy bơm nước, nhà anh Hải mất một chiếc xe đạp, nhà anh Giới bị mất một chiếc xe máy. Ngoài ra, trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường An Tảo, Nguyễn Lương Bằng, phường Lam Sơn cũng thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm chậu hoa, cây cảnh. 2-3 giờ chiều, đang ngồi ghế, xong rồi tôi mới thấy ở ngoài nó kịch một cái. Thế tôi ra, tôi mới chạy ra thì tôi bảo, thế sao mày lấy hộp hàng của nhà ta, thuốc của nhà ta? Nó nhìn ngoảnh lại nó lừa. Cái đêm đấy là nó vào nhà cô kia kìa, là nó tường không đục được, chìa khóa không mở được, là nó trèo lên nóc, nó rút đinh ra là nó chui vào. Nó bắt nhà cô 25 con gà. Cái đường này là liên tục là trộm cắp nó rình. Như cửa nhà bây giờ, như cửa nhà cứ khóa thế này, cứ đến đêm mở ra là cứ rãnh một rãnh như này nó rạch ra. Nhưng mà nó chưa thò vào, nó cắt khóa được thôi. Nếu như gia đình nào mà không cảnh giác là có xe, có gì đó đấy. Các cái kẻ gian đấy, mang thang, đột nhập, thường là đột nhập phía sau. Thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm cắp, khiến nhân dân hết sức hoang mang lo lắng. Bên cạnh sự vào cuộc điều tra của lực lượng chức năng, người dân cần đề cao cảnh giác bảo vệ tài sản của chính gia đình mình. Qua tìm hiểu của chúng tôi thì có rất nhiều gia đình trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị mất trộm tài sản đã không báo công an và chính quyền địa phương, và thực tế thì nhiều vụ việc cũng không được công an điều tra tìm ra thủ phạm. Vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 16 tháng 3 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, do mâu thuẫn từ trước, Mai Xuân Thanh, sinh năm 1968, trú tại xã Tân Dân, đã dùng dao đâm 2 nhát vào vùng ngực, bụng, cạnh sườn trái của anh Hoa Văn Đỏ, sinh năm 1993, cùng ở xã Tân Dân. Hậu quả làm anh Đỏ bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện 108. Trên đường đi cấp cứu, anh Đỏ đã tử vong. Sau khi gây án, Thanh đã đến Công an huyện Khoái Châu để đầu thú. Hiện Công an tỉnh và Công an huyện Khoái Châu đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung điều tra, xác minh vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.